A Lưới là địa bàn có nhiệt độ thấp nhất toàn tỉnh, theo đó có thời điểm nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 11-12 độ C. Rút kinh nghiệm từ những đợt rét trước đây, ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn đã triển khai nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra đối với cây trồng vật nuôi. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo về tình hình rét đậm rét hại trên diện rộng của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, anh Hà Quang Hưng, một hộ đồng bào dân tộc chăn nuôi bò tại xã Lâm Đớt, đã chủ động dự trữ thức ăn gồm rơm khô, cỏ tươi, che chắn hệ thống chuồng trại nhằm đảm bảo đủ ấm và nguồn thức ăn cho đàn bò trong tình huống thời tiết rét đậm kéo dài một tháng. Đầu tiên là em nuôi bò, nuôi trâu, chứ thấy trâu nuôi không được hiệu quả, chứ em chuyển sang nuôi bò. Trước mùa rét thì mình chuẩn bị ủ cỏ với lại rơm với lại che chắn chuồng trại. Lâm Đớt là địa phương vùng biên giới có phong trào chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, với số lượng tổng đàn gia súc lớn nhất địa bàn huyện A Lưới. Riêng đàn trâu bò khoảng 1.300 con. Rút kinh nghiệm từ việc chăn nuôi thả rông gia súc khiến cho gần 300 con trâu bò trên địa bàn xã bị đổ ngã và chết rét vào cuối năm 2020. Trước đợt rét đậm kéo dài từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 và đợt không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới, chính quyền địa phương xã Lâm Đớt đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về triển khai các biện pháp phòng chống đổ ngã gia súc trong mùa mưa rét. Theo tỷ lệ đánh giá thì hiện nay còn lại 15% thì chuồng trại chưa đảm bảo, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo một số hộ này để che chắn, để gia cố lại toàn bộ chuồng trại mà chưa đảm bảo, đặc biệt là xây dựng cái chuồng trại nền cứng và có mái che đảm bảo trữ thức ăn trong thời gian mưa rét. Theo chỉ đạo chung của huyện, thời tiết mà dưới 10 độ thì nên hạn chế thấp nhất là đưa ra trâu bò ra ngoài. Ngoài ra thì chúng tôi đã đưa ra phương án thì nên về mua áo mưa để mặc áo mưa cho trâu bò để trong thời gian mưa rét. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện A Lưới còn cử cán bộ phối hợp với các chính quyền địa phương về tận thôn bản, hướng dẫn vận động người dân gia cố tu sửa chuồng trại để tránh gió lùa mưa tạt và giữ ấm cho đàn vật nuôi trong những ngày gió rét bằng các vật liệu như bạc, phên nứa. Trước tình hình rét đậm rét hại hiện nay thì anh cũng thấy em đã che chắn đầy đủ cả dê lên bò để cho khỏi chết rét á, em cũng bỏ trong chuồng ít thả thức ăn thì em cũng có trồng thêm cỏ voi vì cây chuối này bám dân ăn, xin thêm có đi cắt cỏ ngoài nữa. Tôi cũng đã thành lập là nhóm rồi là khối để về kiểm tra xác minh từng hộ gia đình chăn nuôi, hộ gia đình nào là thực hiện đảm bảo và hộ gia đình nào là chưa được đảm bảo để cùng kiểm tra nhắc nhở và phê bình các hộ gia đình. Và chúng tôi xác định đây là một trong những cái ngành kinh tế chủ yếu của xã, của bà con nhân dân. Cho nên là chúng tôi không để là bò, trâu, gia súc nói chung là chết vì rét đậm rét hại. Huyện A Lưới hiện có tổng đàn gia súc gần 16.800 con, trong đó có hơn 2.500 con trâu, 9.700 con bò, 4.530 con dê. Đến nay, chuồng trại cho gia súc của các hộ chăn nuôi trên địa bàn đạt gần 80% và đang tiếp tục vận động người dân che chắn, kiên cố hóa chuồng trại. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới cũng đã tiến hành hỗ trợ tôn lợp cho các hộ nghèo có chăn nuôi gia súc để tiến hành che chắn chuồng trại. Rút kinh nghiệm từ phương thức chăn nuôi theo kiểu thả rông gia súc gây khó khăn trong công tác quản lý chăm sóc trong mùa mưa rét, huyện A Lưới đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ gia súc gắn với thực tiễn chăn nuôi của người dân. Đến thời điểm bây giờ là trên địa bàn huyện cũng vẫn ổn định, chưa có vấn đề gì xảy ra. Là trước cái tình hình đó là nhờ bà con nhân dân là đã chủ động, rồi tất cả anh em cán bộ của phòng nông nghiệp, rồi trung tâm dịch vụ nông nghiệp cùng về cơ sở để triển khai trực tiếp đối với người dân là phải ứng phó kịp thời, đảm bảo độ ấm cho đàn gia súc trên địa bàn huyện để người dân vẫn đảm bảo và tiếp tục là sản xuất chăn nuôi là trên địa bàn nó ổn định, không để là tình trạng là trâu bò là chết do rét đậm rét hại gây ra.
Trước đó, huyện A Lưới cũng đã vận động người dân chủ động dự trữ thức ăn tinh để bổ sung năng lượng cho gia súc cùng với nguồn thức ăn cỏ trồng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã kết nối với đơn vị cung ứng để người chăn nuôi trên địa bàn huyện mua 500 cuộn rơm làm thức ăn dự trữ. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã thành lập các đoàn công tác chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống đói rét, chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời công tác phòng chống đói rét cho vật nuôi, hỗ trợ vật tư kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh COVID-19, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho vật nuôi.